Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tăng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Cô Tu Nữ Khánh An. Ai Minh kính chào quý anh chị. Con cảm ơn cô Từ Mẫn. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Rạng Đông. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 287. Cảm ơn huynh trưởng nha. Chô tháp bùn nhanh chá ba bành chá ba hê tòa rằm ma chá rít gia gia quà Sang kha giá lô kê chá ra tí sao quê vô tháp buôn nhanh chá bà bành chá bà hề tòa rằm ma chá rí giá ra và tăng kha giá lô kê chá ra tí xa quê tí khù tí vứt cha tí vô tháp buôn nhanh chá bà bành chá bà hề tòa rằm ma chá rí giá quà Sang kha giá lô kê cha ra tí sao về tí khu tí vứt cha tí chùa thờ bên nhanh cha ba ban cha ba hê toa râm ba cha ri gia qua Sang kha giá lô kê cha ra tí sao về tí khu tí vứt cha tí ai vượt qua thiện ác chuyên sống đời phạm hạnh sống thẩm sát ở đời mới xứng danh tỳ kheo. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Vô tháp bên nhanh chá ba banh chá ba hê tòa rằm má chá ri gia quà sang kha giá lô kê chá ra tí sao về tí khù tí vứt cha tí vô tha bên nhanh cha ba ban cha ba hê toa râm ma cha ri gia hòa sang kha gia lô kê cha ra tì xa quê tì khu tì vua cha tì với ai thiện ác vượt qua sống đời phạm hạnh không nhà thiêng liêng gặp suy thế giới đạo yên những người như vậy thiện hiền sa môn phổ thư hòa thượng giới đức. Dạ ấy mình kính mời cô Từ Mẫn tiếp theo ạ. À, kính mời cô. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con từ mẫn thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ kính chào má và sức nhật Quỳnh cũng tôn đức tăng ni trong đạo tràng và con kính lễ cô tu nữ Khánh An. Con xin trả bài 267. Dạ. Tha buồn nhàn cha bà bàn cha bà hết tòa ra ma cha ri gia hòa sằng khà gia lô kê cha ra tị sa huệ bị khổ tị vục cha tị vô tha buồn nhàn cha ba tâm ma cha ri ya wa sang ya ho lo ke cha ra ti sa we bin khu ti vuk cha ti. Vô tha buôn nhân cha ba bánh cha ba hê toa râm ma cha ri ya wa sang kha ya lô kê
cha ra ti sa quê bích khu ti vục cha ti. Dô phá bún nhân ba banh cha ba hê toa râm ma cha riya wa sa ya lo ke cha ra ti sa quê bi cha ti. Dâu tha bún nhan cha ba banh cha ba hê toa rập ma ya ri ya hoa sang kha ya lô kê cha ra ti sa quê bích khu ti vục cha ti. Yo tha bún nhân cha ba ban cha ba hê toa râm ma cha ri ya hoa sang kê cha ra ti sa quê bích khu chi phục cha ti. Ai vượt qua thiện ác, chuyên sống đời phạm hạnh, sống thảm sát ở đời, mới xứng danh tỳ kheo Hòa Thượng Thích Minh Châu 267. Ai với ai thiện ác vượt qua, sống đời phạm hạnh không nhà thiêng liêng, gẫm suy thế giới đảo điên, những người như vậy thiện hiền sa môn Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin cảm ơn quý sư và quý đạo tràng. Con đã kể xong rồi, con kính mời quý đạo hữu kế tiếp. Dạ sa thủ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Xích Tự Mẫn. Dạ cảm ơn Xích Rạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Cảm ơn Xích Quang Nguyệt. Nam Mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức vừa quang lâm giao đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa giao đạo tràng. Nhật Quỳnh mến chào Tâm Phương. Tâm Phương ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Con Tâm Pháp trốn đâu rồi? Tâm Pháp trốn đâu rồi? Không có thể đưa bàn tay lên được hay sao mà đâu mất tiêu, trốn mất. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được trả bài trước nha, Tâm Phương. Rồi, đó, mở đưa cái miệng cười lên thì thôi Nhật Quỳnh nhường mic này cho Tâm Pháp trả bài trước đi. Bây giờ nghe chưa Tâm Pháp ơi? Nhật Quỳnh thấy Tâm Pháp Nhật Quỳnh mừng quá nên nhường mic trước mà. Rồi không nghe chạy mất tiêu. Dạ thôi bây giờ kính chào Âu Sức Linh và giao đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh xin được quách nạ tha ná cho bài học. Dạ Tâm Pháp nghe được chưa Tâm Pháp? Alo alo. Rồi bây giờ mời Tâm Pháp trả bài trước nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con
Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Con xin phép, dạ cho con xin bài học. Con mới thoát ra vô lại nên thành ra bên con màn hình không còn bài. Con xin đọc câu Phật ngôn 267. Vô tháp buồn nhành chấp bà bành chấp bà hết tòa rầm macchariya này rầm macchariya quà sang kha giác lừa kề charati sắc về bích khu tiếp vút chát tí. Ai vượt qua thiện ác, chuyên sống đời phạm hạnh, sống thẩm sát ở đời mới xứng danh tỳ kheo của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ tha buôn nhanh, chà ba banh cha, ba hết tòa râm ma cha ri gia quà, sàng kha gia lưu. Rồi mình đừng nét tâm pháp yếu quá. Và năm mô bích hai giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhục Quỳnh, kính lễ cô tu nữ Vi Đi Giác Tá Ná và vào đạo tràng. Và con xin được ông bà ạ. Kính chào anh chị Phan Quang Liêm và vào đạo tràng. Bích Thanh Á. Ồ mà tâm pháp tiếp tục nha. Tâm pháp nghỉ luôn đi, đưa tay lên là té cái đùng này. Dạ, Nhật Quỳnh xin được trả bài. Tâm pháp chờ nha. Vô tháp buồn nhanh chấp bà banh chấp bà hạch tọ râm hát chá thí giác hòa sành khà giá lộ kề chá đá tích sa quê bịch khửu ti vua chà ti. Ai vượt qua thiện ác, chuyên sống đời phạm hạnh, sống thẩm sát ở đời mới xứng danh tỳ kheo. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Vô tha banh nhanh, chà ba banh cha, ba hát ta râm mà cha ti gia qua, sàn giá, sàn kha gia lô, kề cha ra ti, xa quê bích khu tì vuốt cha ti. Giờ tha buôn nhanh chà ba banh cha ba hát ta râm cha ri gia qua sàn kha gia lô kệ cha ra ti xa quê bích khu tì vuốt cha ti. Với ai thiền thác vượt qua sống đời phạm hạnh trong nhà thiên liên ngẫm si thế giới đạo riêng, những người như vậy hiện hiền sa môn. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức Nhược Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhược Quỳnh đã thấy bàn tay của Tâm Phương rồi. Dạ, mời Tâm Phương là người chạy sau cùng thì mời Tâm Phương thỉnh pháp sư luôn. Dạ, hôm nay thì xin thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt nhân Tâm Phương nha. Dạ, mời Tâm Phương. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ,
Kính cảm ơn cô Từ Mẫn, cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc và kệ câu Pháp Cú số 267. Dạ. Vô tháp buồn nhàn cháp và bành cháp và hệ tòa rằm mát cha di dạ gia hòa sằng khà gia lô cà cha ra ti sa huệ bích khu ti bút cha ti dạ yo tha bun nhân cha pa pa nhân pa he to a brahma cha ri gia hòa sằng khà gia lô kê cha ra ti cha quê bi cô tỷ bún cha tỷ vô tha bún nhân cha ba bánh cha ba hệ tua brahma cha ri ya qua sang kha ya klo can cha ra ti sa quê bi cô tỷ bún cha tỷ ai vượt qua thiện ác chuyên sống đời phận sống thâm sát ở đời mới xứng danh tỳ kheo và bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu với ai thân thiện ác thân thiện ác vượt qua sống đời phạm hạnh không nhà thiên liêng ngẫm si thế giới đảo điên. Những người như vậy thiện hiền sa môn, và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và kính mời tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta hướng về ba ngôi tam bảo để cùng thư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu tha sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu tha sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu tha sa Brahman cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tân cha li ân thi hoa răng a ya cha thang sang ti tha sa ta ba ran cha ya ti ka đề xế tu tâm măng ngã độ khâm bi măng ba chăng thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tiên thành ngưỡng cầu tâm phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Kha Dạ. Dạ chúng con cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt và hỏi nhận mic để thuyết giảng bài học hôm nay cho chúng con. Dạ con kính nhân mic lên Đại Đức ạ. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn quý vị đã biết cho âm thanh rõ. Dạ, chư tăng và quý vị chúng ta cùng lại tái tâm bảo trước khi đi vào bài học mới trong ngày hôm nay.
Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadhimi sokhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính kính đảnh lễ Sư Đại Đức Tăng và kính chào tất cả các quý vị có mặt trong buổi sinh hoạt kinh Pháp Cú ngày hôm tối hôm nay. Mấy hôm nay thì tình thật ra tình đại cũng đang bị đau cổ họng, cho nên cũng không có nói to được, mong quý vị cũng thông cảm. Lúc chiều thì có nhờ có báo cho Đại Đức Pháp Tính hay để sắp xếp có việc nào để thay thế, nhưng là do là các vị cũng đang bận phật sự cho nên cũng không có được cái thời gian để mà sắp xếp kịp. Tình trạng cũng cố gắng để mà gia cùng sinh hoạt trong cái buổi học hôm nay. Chắc hôm nay chúng ta sẽ học ngắn gọn. Dạ, hôm nay chúng ta học cái câu pháp cú số 268. Nội dung câu pháp cú số 268 như sau: Na-mô-ni hồ tí mu ha ru po a vi ta su yo cha tu lăng wa pa kai ha wa ra ma da ya pa ni to ma no ne na mu ni hồ tí mu ha mu ha rupo avidasu yo cha tu lang wa pai ha warama daya palito. Bản dịch Việt của ngài Thích Tinh Châu: im lặng như ngu si, đau ngược gội ẩn sĩ, như người cầm cán cân, mật trí chọn điều lành. Bản dịch của ngài Inda Chana Chánh Thân Văn Xuôi: không do việc im lặng mà trở thành bậc hiền trí. Nếu là kẻ si mê ngu dốt, nhưng người nào tự như người nắm lấy cái cân rồi chọn lấy vật quý giá là người khôn ngoan. Trước tiên thì chúng ta cũng đi học cũng học về ngữ vựng của câu pháp cú số 268 này. Dạ. Na mô ni na mô ni hồ tí. Na có nghĩa là không, thể phủ định. Mano mô ni na. Mô ni na là việc im lặng. Việc im lặng. Mu ni là bậc hiền trí. Bậc hiền trí. Hồ tí nên động từ, trợ động từ, nghĩa là là trở thành. Hồ tí là trở thành. Và câu thứ hai đó là Mulha Rupo Avitasu. Lưu ý từ trong cái câu hai này thì có cái từ là Mulha Rupo. Cái cách đọc
Theo cái thói quen của cách đọc Pali tại Việt Nam thì ngay cả trong tiếng Anh, cái chữ N chúng ta đọc quen thành chạy thành chữ N, thành Moon H, nhưng mà thật sự ra chữ N nó đọc rất là nhẹ. Mu-la-h, nếu mà đọc rõ là Mu-la-h Rupo. Mu-la-h, Mu-la-h Rupo, chứ không phải đọc rõ là Mu-la-h Rupo. Ở đây sư cũng có hướng dẫn cho các vị sư nhỏ thì cũng lưu ý chỗ này. Giống như tiếng Anh cái chữ beautiful, I am full. Mulaha rupo awitasu. Mulaha rupo có nghĩa là có bộ dạng si mê. Đây là si mê đó. Tại vì nó ghép từ hai từ mulaha và chữ rupo. Mulaha là bị có cái tính chất hoang mang. Rupa là cái xác thân. Mulaha rupo là có cái tính chất là mê mờ, mê muội. Awitasu. Awitasu là ngu dốt. Ngu dốt. Si mê và ngu dốt. Rồi chúng ta sẽ qua câu thứ ba, đó là vô cha tu lăng quá bắt gây hát. Vô cha tu lăng quá bắt gây hát. Vô đó là người nào. Cha đây có nghĩa là và, nhưng mà cũng có thời gian là nhân. Đi đơn độc một mình đó, để tách hẳn ý nghĩa của hai câu trên. Vô là người nào, chá là nhân. Tu lăng. Tu lăng là cái cân. Cái cân. Cái mẹo nhớ từ này cũng rất là hay ha. Cái cân, cái thì nó chỉ cho nữ tánh. Từ này cũng thuộc về nữ tánh. Tu lăng thuộc về nữ tánh. Ở trong tiếng ngôn ngữ Pali, chúng ta sẽ có, ngoài cái việc mà phân định nó là danh từ, tính từ, trạng từ, thì nó còn cái lạ, đó là phân biệt theo tánh. Có nam tánh, nữ tánh, trung tánh. Và mỗi cái tánh đó này đều có cái bảng chia danh từ riêng. Cho nên học Pali cực là xác định cái nghĩa và cái tánh. Chữ tu lăng ở đây là cái tánh, là tánh nữ. Rồi dịch là cái cân. Chúng ta nhớ cái là giống riêng cái từ này thôi. Thì chúng ta nhớ tánh nữ. Bắt gây hát. Bắt gây hát. Còn từ quá, vá, tuôn quá là kết hợp hai từ túc lăng cộng ý vá. Ý vá là ví như, tự như. Bắt gây hát là sau khi nắm lấy. Bắt gây há là sau khi nắm lấy, hay là sau khi cầm lấy nhé. Sau khi nắm lấy, sau khi cầm lấy. Rồi chúng ta đi vào câu thứ tư, đó là Vara Madaya Pandito. Vara Madaya kết hợp với hai từ đó là Varang. Qua răng và a đa giá. Tiếng Bali có nhiều khi sử dụng những cái từ ghép này làm cho cái người học Bali rất là bối rối. Không giống như là một cái ngoại ngữ từ đâu nghĩa đó, đọc sao hiểu vậy. Nhưng tiếng Bali có nhiều cái trường hợp, nhất là từ ghép. Thứ hai đó là từ ẩn. Thứ ba là từ mượn. Cho nên có nhiều cái
cái khó trong khi học Pali. Nhưng mà khi học được cái Pali á, thì chúng ta sẽ thấy rất là thú vị. Pali được xem như là ngôn ngữ của trí tuệ. Khi mình học ở cái trí não, mình làm việc rất là nhiều, nhiều hơn là những cái ngôn ngữ khác. Bởi vì phải cần phải xét nhiều thứ, nhiều khía cạnh. Rồi qua răng, đó là vật quý giá hay là cao quý. Qua răng, Adaya. Adaya là chọn, sao chọn. Bandito, đó là cái bậc hiền trí, cái bậc trí hay bậc hiền trí. Dạ, như vậy là chúng ta đã đi xong cái câu pháp cú, cái phần ngữ vựng của câu pháp cú số 268. Nam-mô-ne-na-mu-ni-ho-ti Mô-ha-ru-po-a-vi-ta-su Yô-cha-tu-lăng-va-pa-kê-ha Va-ra-ma-đa-ya-ban-đi-tô. Im lặng nhưng ngu si đâu được gọi ẩn sĩ, như người cầm cán cân bậc trí chọn điều lành. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc là dấu hiệu của cảm, cho nên có cái dấu hiệu là đau cổ khoảng 3 ngày nay rồi. Có một tuần trước cũng có đau như vậy, nhưng mà cuối cùng thì vượt qua được, không có cảm. Nhưng mà hôm nay thì nó hơi đau, nuốt cái miếng nó bị đau. Vì cho nên hôm nay chúng ta sẽ học cái bài này cũng không có được nhiều. Không kể ngôn sắp cú, pháp cú số 268, tại vì có cái duyên sự liên quan đến ngoại đạo làm thinh. Ngoại đạo làm thinh. Và cái duyên sự này cũng là duyên sự của câu số 269. Số 269. Nhóm hai câu pháp cú này được Đức Thế Tôn đề cập đến khi ngự tại Chetavana, nói về các ngoại đạo. Trước khi nói cái duyên sự này thì cũng xin nhắc lưu ý một tí xíu, đó là những cái gì liên quan tới giới luật. Giới luật ở đây nó có vấn đề, đó là không được phép và được phép. Không phải giới luật là giống như là chúng ta học cái luật lệ, luật bên ngoài như vậy. Có những cái cấm và những cái luật được gọi là hướng dẫn. Và những cái luật cấm và những cái luật hướng dẫn được phép thì cho dù là luật gì đi nữa thì cũng cần phải có cái duyên sự. Rồi Đức Phật Ngài mới chế định. Chứ Ngài không có ban hành trước khi mà sự kiện xảy ra. Và trong cái duyên sự này thì có một cái sự kiện, đó là liên quan tới cái việc là nói pháp là kinh Phúc Chúc mà Chư Tăng hay tụng trong cái thời nay đó. Cái cuối của thời pháp mà chúng ta nghe thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc Pháp Quan Thế Sanh Ga Lăng Các Hành Tu Sắp Đa Đề Hoa Ta vân vân, thì những cái bài phúc chúc như vậy thì cái thời đầu Đức Phật, thời kỳ đầu của Phật giáo chưa có. Thì lúc đó Chư Tăng được thỉnh đến trai tăng tại nhà các Phật tử. Chư Tăng nhận thức ăn, thọ thực, xong rồi ra về. Bên cạnh đó thì những cái người ngoại đạo, những cái người tu ngoài Phật giáo đó, thì họ có những cái cách cũng nhận thức ăn,
nhưng mà họ có những cái lời lẽ chúc mừng hay là cảm tạ đối với cái thí chủ. Vì cái sự kiện xảy ra là có những cái Phật tử họ cái so sánh và họ phàn nàn, cũng như là họ có mong muốn được nghe chư tăng phúc chúc. Rồi sau những cái buổi trai tăng thì lúc đó ngài Đức Phật ngài mới cho phép các vị sư, các vị tỳ kheo họ nhận Phật thực, ngài có một cái lời phúc chúc ngắn. Chúng ta gọi là phúc chúc ngắn hay là thuyết pháp sau cái buổi trai tăng, chứ không gọi là tụng kinh. Bởi vì cái thời Đức Phật là sử dụng tiếng Pali, sử dụng tiếng Marathi, thì cái lời phúc chúc đó được cô đọng lại thành những cái bài kinh mà chư tăng hiện nay chúng ta nghe đó. Thì những cái lời đó là những cái lời nói theo văn bản và chư tăng học theo đó mà bắt chước cách thức để mà phúc chúc cho thí chủ. Chứ nó không phải là một cái gì đó chú thuật hay là một cái gì đó mang đến một cái hiệu quả. Sau khi chúng ta làm phước cần chư tăng tụng kinh mới có cái quả phước. Và cái lời phúc chúc đó là cái sự sách tấn làm cho thí chủ hoan hỷ trong cái quả phước mình vừa mới tạo, và sách tấn làm cho cái niềm thịnh kính đó nó phát triển mạnh. Chứ không phúc chúc là cái lời cầu nguyện để thành tựu. Cho nên chúng ta sau khi mà chúng ta làm phước thì một phước rồi, chứ không cần phải là bắt buộc phải có người tụng kinh hay, tụng kinh dài thì cái quả phước nó mới có tác dụng. Thì chư tăng sau khi được phép, được Đức Phật cho phép có những gọi là phúc chúc ngắn đối với thí chủ sau cái buổi lễ trai tăng á, thì các ngoại đạo thì lại có cái cách công kích, có cái cách công kích khác. Đó là sao mà các cái kích tử sa môn của Gotama thọ thực rồi mà còn nói nhiều quá. Còn nói không giống như là chúng ta, không giống như là chúng ta chỉ giữ im lặng là mấy bậc là chân tu, còn tu hành mà nói nhiều quá cũng không hay. Thì cái việc đó, sự việc đó tới tai Đức Phật. Đức Phật ngày mới đưa ra một cái lời nói, cái thước đo cho cái vị gọi là im lặng là chân tu. Thì Đức Phật này nói không hẳn im lặng là chân tu, mà đôi khi có những cái im lặng của những kẻ ngu dốt. Cái bậc chân tu im lặng có cái im lặng của bậc chân tu khác, nhưng ở đây những ngoại đạo sử dụng cái cách im lặng để nói lên cái sự chân tu thì không có hợp lý. Này các thầy tỳ kheo, ta không gọi tịnh giả hay là bậc chân tu đó chỉ vì người ấy giữ im lặng. Quả thật có một số người vì không biết không nói, một số khác vì thiếu tự tin, thiếu sự tín nhiệm, và một số khác lại cống cao ngã mạn, sợ là người khác học được những tri kiến quan trọng của họ là vì họ bỗng sản pháp. Bởi vậy ta không gọi bậc chân tu hay bậc giả đó chỉ vì họ sử dụng im lặng. Theo ta, ai làm tịnh giả, làm im lặng được các pháp bất thiện thì người ấy mới xứng danh là bậc chân tu, bậc muốn ý. Nhà Đức Phật người nhấn mạnh cái thước đo cho cái vị mà im lặng là bậc chân tu hay là bậc tịnh giả đó. Đó là bậc đã làm im lặng tất cả các bất thiện pháp. Thì lúc đó là cái im lặng nó mới có giá trị.
Thì đến đây cũng có một cái bài kinh liên quan tới cái sự im lặng có giá trị của bậc chân tu, đó là bài kinh Thánh Cầu. Bài kinh Thánh Cầu nói lên hai cái điều, đó là một là nói theo chánh pháp. Hai, nếu không có gì, vấn đề gì liên quan đến chánh pháp, liên quan đến sự tu tập, thì hãy giữ cái im lặng của các bậc thánh. Sự im lặng của các bậc thánh là sự im lặng trong cái sự tĩnh tâm, trong cái sự có chánh niệm, trong cái sự nhận biết, chứ không phải sự im lặng như Đức Phật Ngài có đề cập, đó là im lặng của cái người dốt nát, im lặng của cái người cống con ngã mạng, nói sợ lộ bí mật. Ở theo kinh nghiệm dân gian thì có những cái câu mà dạy cho con người ta sống, biết thì thứ tốt, không biết thì giờ cột mà nghe. Cái câu này thì nói lên cho những người đang có cái tâm học hỏi. Khi mình biết thì mình trình bày, mình không biết thì mình im lặng. Nhưng im lặng ở đây là im lặng trong cái việc mà chúng ta tìm thầm cầu. Còn cũng có một cái câu đó, im lặng là vàng đó. Thì cái sự im lặng trong hai trường hợp này đều đáng khen. Còn cái im lặng của các ngoại đạo, im lặng để chứng tỏ là mình là tu, vì mục đích danh lợi, vì mục đích được kính nể, vì mục đích được thu hút ánh nhìn, gây sự chú ý, thì cái sự im lặng đó hoàn toàn là trái ngược với cái sự im lặng của cái bậc hiền trí. Ở trong cái khâu cậy ngôn này đề cập đến cái việc đó là như người cầm cán cân, trí trọn điều lành. Cái người cầm cán cân cũng giống như là những cái người buôn bán. Khi họ đo lường thì hằng với cái cân để mà xác định được cái cân nặng. Bậc trí cũng vậy, cũng sử dụng cái cán cân. Và cán cân được cân ở đây đó là giữa cái pháp bất thiện và pháp thiện. Bậc trí là người biết chọn lựa những cái điều thiện, bỏ bớt những cái điều bất thiện trong cái việc chọn lựa trên cái bàn cân của mình. Thì đối với cái sự im lặng cũng vậy, sự im lặng có giá trị, nó không tùy thuộc vào cái cách người đó im lặng, mà là tùy thuộc vào cái thời điểm người đó im lặng. Thời điểm người đó im, lúc cần im lặng người đó im lặng, lúc cần nói người đó nói mới là bậc trí. Còn như cái người lúc người ta cần phát biểu thì tỏ ra im lặng, nghiêm trang, tỏ ra là ta đây là bậc uyên bác, không cần nói, tỏ ra ta đây là người cao thượng, không cần phát biểu. Và cái lúc mà chúng ta, nhiều người ta cần im lặng trong một cuộc họp, hay là trong một cái buổi tọa thiền, không cần quá nhiều người phát biểu, thì lúc đó lại cái người đó lại không có giữ cái sự im lặng, mà là muốn thể hiện những gì người ta biết, những gì mình biết, để cho người khác biết được là mình là người hiểu nhiều, học rộng hiểu nhiều. Thì tất cả những cái thứ đó thể hiện cho biết cái người đó là cái người có trí tuệ,
biết tri thời hay không, biết lúc nào là hợp thời nên nói, lúc nào là hợp thời nên im lặng. Cái điều này thì cái điều rất là quan trọng để áp dụng trong cái cuộc sống. Còn như theo cái kinh Pháp Cú thì Đức Phật ngày nêu lên đó là sự im lặng của các bậc thánh, là sự im lặng của các pháp bất thiện. Khi nào có sự im lặng đó với cái tâm giải thoát hoàn toàn, không bị chi phối bởi tất cả phiền não, thì cái im lặng đó mới hoàn toàn là bậc bố thí. Từ bố thí ở đây có nhiều cái trường hợp được sử dụng, là bố thí là một cái vị thánh, và bố thí cũng có thể hiểu nó là cái bậc A-la, cái bậc hiền trí, còn phàm phu nhưng mà con bậc đầy trí tuệ. Bố thí cũng có hiểu trong thời kỳ Ấn Độ đó là những cái bậc ẩn sĩ, những cái bậc mà sau khi lớn tuổi hay là từ bỏ gia đình xã hội đi vào rừng ẩn tu thì gọi là bậc ẩn sĩ bố thí. Trong trường hợp này thì bố thí được sử dụng đó là các bậc quý vị đã bị sạch, gột sạch cái phiền não. Và cái điều Pandita, Pandito đó là bậc hiền trí đó, là những vị cách cân đong đo đếm giữa cái phiền não, giữa cái cư xử, biết tri thời, biết đúng lúc trong cái việc ứng xử, khi nào nên nói và khi nào không nên nói. Chúng ta sẽ được học cái câu số pháp cú số 269. Từ bỏ các ác pháp mới thật sự là ẩn sĩ, ai thật hiểu hai đời mới gọi là ẩn sĩ. Thì chúng ta sẽ hiểu thêm và hiểu rõ hơn về cái cách mà Đức Phật ngày muốn nhấn mạnh trở thành một cái vị ẩn sĩ là cần phải có những thước đo như thế nào, những cái phương pháp như thế nào. Như trong câu 268, Ngài đang phê bình là cái việc im lặng, không nói lên người đó cao thượng hay là người đó thấp hèn, mà cái nội tâm im lặng mới là cái nội tâm quan trọng. Im lặng với cái sự mục đích là muốn chú ý, muốn được gây chú ý, muốn được người khác ca tụng. Với cái tâm này thì im lặng đó hoàn toàn là không có tốt đẹp. Bạch Chư Tăng kính thưa quý vị, thì do cái sức khỏe cũng không có được tốt, cho nên Thịnh Đạt cũng xin trình bày câu Đại Ngôn Pháp Cú số 268 trên diễn đàn Pháp Cú Kinh Chuyên Đề có hôm nay đến đây. Và xin kính chúc Chư Tăng và quý vị được thân tâm được an lạc trong ánh sáng Phật Pháp. Và Nam Mô Bổn Sư Phật. Dạ. Kính mời vị MC trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thu làm thay và thay mặt đại chúng châu rung, con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt Đức Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa duyên sự bài kinh Pháp Cú số 268 đến hàng Phật tử chúng con. Mặc dù trong sức khỏe đại đức cũng không được ổn tốt cho lắm, chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và thay mặt đại chúng một lần nữa, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hành từ bi chúc phúc cho rung sau khi nghe pháp. Nam mô Phật Thà Giá, và con kính cung thỉnh đại đức minh hành ạ. พระวัตถุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเพเดวัตถุสัพพะพุทธานุภาเวนะสดาสติปวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเพเดวัตถุสัพพะสังฆานุภาเวนะสดาสติปวันตุเต
Các ca phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, có sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thầy. Dạ, con xin được thay mặt đại chúng một lần nữa xin tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư đại đức tăng để chúc phúc cho rùm sau khi nghe pháp. Dạ, Vát Thân Na xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng phước báu mà chúng ta mới tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới, kể kinh và thính pháp. Ya te vada san ti vihara vasinim tu pe kare po ti kare ta hing ta thamadane na pavan tu puchita so ting karon te ta vihara mandale te raja ma cha na vaka cha pi kavo Sāramika dāna pati upasaka kāma ca desani kāma ca isara sapana putta sukhita pavantu te cala pucaye pica anda sampavam saṃseda cata tavo papatika Niyani kang tham